nói chung là tụi em phải cố gắng mà sớm trước để, trước giờ rồi đến đây xếp hàng rồi để chờ được test để mà hoạt động. Mà trong thời gian chờ thì thường đa số nghe thông báo đều là tới khoảng 5 giờ đến 5 giờ rưỡi bắt đầu hoạt động để mà test cho anh em. Nhưng mà thường bây giờ bữa nay là có thể là do tình trạng đông cũng không chừng, mà giờ này cũng chưa có test nữa. Nói chung thì anh em công việc nó cũng quen rồi, cái nào tới thì nó tới thôi chứ công việc nó quen rồi, cho nên là sợ thì cũng có sợ, nhưng mà do cái công việc biết ăn thì cũng phải ra xe chạy thôi. Ghi nhận sáng 20 tháng 9, sau khi Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh gỡ quota số lượng tài xế cho từng hãng và không còn giới hạn số lượng shipper được hoạt động, nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận 12 đã rơi vào tình trạng quá tải. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do số lượng shipper quá đông mà lực lượng y tế tại các trạm lưu động này lại mỏng nên không thể đáp ứng kịp. Bên cạnh đó thì những shipper ở đây còn cho biết họ không thể làm được xét nghiệm trong sáng nay bởi vì danh sách shipper của các trạm y tế lưu động không đồng bộ với danh sách của Sở Công Thương cung cấp. Nhiều shipper tỏ ra vui mừng vì có tên trong danh sách đăng ký của Sở Công Thương nên sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, họ nhanh chóng mở app, nhận đơn liên quận. Tuy nhiên, một số tài xế khác lại buồn bã vì chưa thể xét nghiệm mặc dù đã đi nhiều chỗ. Trước đó, thành phố cũng quy định từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, shipper được hoạt động liên quận, huyện từ 6 giờ đến 21 giờ thay vì hoạt động trong quận như trước đây. Bên cạnh đó, thành phố sẽ xét nghiệm miễn phí cho tất cả các shipper đến ngày 30 tháng 9.